Sau trận chung kết giữ ghế được giới mộ điệu gọi tên là Ensaxico trên mạng xã hội Twitter đêm thứ Bảy, cuối cùng thì tráp đuổi việc cũng đã được đưa ra rất nhanh. Cả Man United và Tottenham đều đang sống trong những ngày tháng tăm tối, nhưng chiến thắng đã giúp cho Ole Gunnar Solskjaer may mắn giữ được chiếc ghế của mình. Dù tình cảnh của ông thậm chí ở mức thập tử nhất sinh ở chuỗi thành tích bạc nhược với đỉnh điểm là trận thua nhục nhã 0-5 trên sân nhà trước đại kình địch Liverpool. Trái lại, đồng nghiệp của ông tại Spurs không may mắn như thế. Chỉ hơn một ngày sau trận thua muối mặt trên sân nhà, ban lãnh đạo gà trống chính thức đẩy Nuno Santos ra đường. Người mà chỉ ít lâu trước còn tại vị đã cuốn khỏi Spurs sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước Manchester United vào thứ Bảy. Trong và sau trận đấu, ông đã bị những cổ động viên đội nhà lên án chỉ trích. Trước đó, cổ động viên Đông Bắc London đã quyết định bổ nhiệm Nuno vào cuối tháng 6 khi họ không sở hữu được một số ứng viên ưa thích ở vị trí huấn luyện viên. Danh sách này bao gồm Antonio Conte, Paulo Fonseca và Gennaro Gattuso. Cựu huấn luyện viên của Wolves đã bắt đầu mùa giải với 3 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Trận thắng đầu tiên trước Manchester City giúp Nuno Santo gây ấn tượng mạnh. Để rồi, ông được bầu là huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 8 của Premier League. Thế mà cuộc đời chẳng như mơ, những thất bại toàn diện trước các câu lạc bộ như Chelsea, Arsenal và Man United cùng với phong cách thi đấu kém hấp dẫn đã khiến nhà cầm quân Bồ Đào Nha bị sa thải. Đội bóng luôn rơi vào trạng thái mong manh, hàng tấn công lại chơi bế tắc khi chỉ có một đòn duy nhất, phản công. Điều này khiến Spurs đã trải qua tổng cộng 2 giờ 16 phút mà không có bất cứ cú sút nào trúng đích ở Premier League. Đồng nghĩa rằng dù đón tiếp một Man United khủng hoảng toàn diện dưới thời Solskjaer ở sân nhà, Spurs chẳng có nổ một pha dứt điểm trúng khung thành. Đội bóng chỉ ghi được 9 bàn sau 10 trận ở Premier League. Ngôi sao số 1 của đội Harry Kane đã có kết quả kém hơn rất nhiều so với phong độ tốt thường thấy của mình. Anh là người đã hy vọng sẽ rời Man City vào mùa hè, khiến Tottenham vất vả giữ chân mình ở lại. Cuối cùng thì dù mùa giải đã trôi qua 1/4 chặng đường, Kane mới chỉ bỏ túi đúng một bàn. Nuno Santos thực chất kế nhiệm Jose Mourinho sau khi Ryan Mason được đưa lên làm huấn luyện viên tạm quyền mùa trước. Mùa bóng năm nay kịch bản đó lặp lại. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã tiếp bước Christian Gross khi thua 5 trong 10 trận đầu tiên ở Premier League, trở thành hai huấn luyện viên có khởi đầu mùa giải tệ nhất tại Spurs. Phải vậy thôi, chẳng có giới chủ nào chấp nhận kết quả tệ hại ấy cả. Nuno cuốn gói lên đường chỉ sau 4 tháng và 17 trận đấu dẫn dắt. Đội bóng cũng xác nhận các thành viên ban huấn luyện của Nuno là Castro, Rui Barbosa và Antonio Diaz đã rời đi. Một nước đi mới được Spurs quả quyết thực hiện. Lấy đi Antonio Conte, mục tiêu hàng đầu để thay thế vị trí huấn luyện viên của Man United. Chủ tịch Daniel Levy cũng là mục tiêu chút cơn giận của người hâm mộ vào thứ Bảy. Các khán giả nhà đã hô vang: "Chúng tôi muốn Levy xéo ngay khi Rashford ghi bàn thắng thứ 3 cho United." Không chờ đợi lâu, Fabio Paratici đã tổ chức các cuộc đàm phán sau trận đấu của United và kết luận rằng một sự thay đổi là bắt buộc. Tottenham đang đứng thứ 8 tại Premier League và thứ 3 vòng bảng Europa Conference League. Thành tích này thực sự gây thất vọng, mặc dù họ đã vào đến tứ kết Carabao Cup. Giám đốc điều hành gà trống nói: "Tôi biết Nuno và ban huấn luyện của ông ấy muốn thành công đến mức nào và tôi rất tiếc vì chúng tôi đã phải đưa ra quyết định này. Nuno là một quý ông đích thực và sẽ luôn được chào đón ở đây. Chúng ta nên cảm ơn ông và ban huấn luyện, chúc họ một tương lai tốt đẹp." Tottenham đang đẩy mạnh quá trình đàm phán với Antonio Conte về việc ngồi vào ghế nóng của họ sau khi sa thải Nuno Espirito Santo. Conte được cho là gần chấp nhận đề nghị của họ. Hãy nhìn vào trang cá nhân của ông vua chuyển nhượng Fabrizio Romano thì biết. Hai dòng tweet thông báo Nuno Santo mất việc và cập nhật tình hình thương thuyết với Conte được đăng tải liên tiếp với nhau. Cũng chỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau, nhà báo người Ý xác nhận Conte đã chấp nhận đề nghị của Tottenham, đồng thời cần suy nghĩ thêm về những điều khoản cuối cùng trước khi đồng ý. Đây không phải là lần đầu Spurs đề nghị Conte làm huấn luyện viên trưởng. Các cuộc đàm phán giữa Conte và Tottenham đã đổ vỡ vào tháng 6, sau khi Tottenham nghĩ rằng họ đã gần đạt được thỏa thuận. Vào thời điểm đó, người từng làm việc với nhà cầm quân này ở Juventus, Paratici, vẫn chưa được bổ nhiệm vào ghế giám đốc điều hành. Conte đã giành chức vô địch quốc gia với Juve, Chelsea và Inter. Ông đã rời Inter vào tháng 5 vì kế hoạch bán cầu thủ của họ, chứ thực ra người Ý đã từng phát biểu khi từ chối Spurs vào mùa hè: "Tiền không phải là nỗi ám ảnh của tôi. Tôi xem xét các dự án và sẵn sàng ở nhà nếu họ không thuyết phục được tôi. Tôi thích những thử thách khó khăn, nhưng nếu có điều gì đó với câu lạc bộ không thuyết phục tôi sẽ nói không cảm ơn." Giám đốc điều hành của câu lạc bộ Fabio Paratici tin rằng một thỏa thuận sẽ được thực hiện. Conte nhanh chóng đến London để tiếp tục các cuộc thảo luận với hy vọng đạt được thỏa thuận. Tottenham có vẻ như đã chìa sẵn ra một bản hợp đồng kéo dài 18 tháng, có thời hạn đến tháng 6 năm 2023. Conte nói chung không thích nhận việc giữa chừng trong mùa giải. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã nói rằng ông sẽ tạo ra một ngoại lệ cho Manchester United nếu Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Spurs tin rằng họ sẽ thuyết phục ông với quan điểm tương tự.
Conte đang yêu cầu sự đảm bảo liên quan đến các kỳ chuyển nhượng tiếp theo và cho một hợp đồng dài hạn. Người đàn ông 52 tuổi từng được liên hệ với việc tiếp quản Solskjaer Manchester United sau khi những tin đồn mạnh mẽ xuất hiện từ trận thua 5-0 trước Liverpool. Dẫu vậy, nhà Glazer đã quyết định trao cho huyền thoại của câu lạc bộ một cơ hội khác, bất chấp tờ Manchester Evening News đưa tin rằng Quỷ Đỏ đang cân nhắc các lựa chọn của họ lúc đó. Giờ thì sự chần chừ của Man United giúp cho Solskjaer tiếp tục tại vị, nhưng đồng thời họ cũng đã đánh mất cơ hội sở hữu huấn luyện viên đẳng cấp như Conte. Giả sử trong trường hợp nhà cầm quân người Na Uy tiếp tục vòng tuần hoàn thắng thua thất thường, Quỷ Đỏ thực sự bị giới hạn trong những lựa chọn ít ỏi. Nếu Solskjaer vẫn gây thất vọng, các ứng viên thế chỗ sáng giá chỉ còn Zinedine Zidane, Erik ten Hag hay Brendan Rodgers. Đó là còn chưa kể chắc gì một trong số họ đã gật đầu nhận việc ở tình thế ngổn ngang trong một mùa bóng giang dở. Trên Twitter, những phản ứng từ những người hâm mộ đã được đưa ra. Cụ thể, cổ động viên Tottenham và Manchester United đã phản ứng với những tin đồn mới nhất về sự trở lại Premier League của Antonio Conte. Người hâm mộ Spurs nói, hãy đến đây Conte, chúng tôi yêu ông. Tebs87 đưa ra phán quyết của mình, đó là niềm hy vọng sẽ giết chết các bạn. Trong khi đó, một số người yêu Quỷ Đỏ đang sợ hãi khi thấy những tin đồn này sắp trở thành sự thật. Jayola7 tức giận nói, nếu Spurs có được Conte, tôi sẽ mất hết niềm tin. Andy, MUFC Tali không quá bận tâm. Tôi không muốn Conte nên chẳng quan tâm lắm. Tôi muốn Ten Hag hoặc Zidane cơ. Ngoài ra cũng có một giả thuyết hài hước được tài khoản mang tên Mr. Quacukio Official đưa ra. Tôi linh cảm rằng Tottenham cố tình thua để biến điều này thành sự thật. Hình như sau nỗi buồn ngắn ngủi, người hâm mộ Spurs đang rất vui trước động thái đưa Conte về của ba lãnh đạo. Họ rất dứt khoát đẩy Nuno Santo ra đường nhằm nhanh chóng tiếp cận bổ nhiệm chiến lược gia đẳng cấp người Ý. Dù sao, việc cựu thuyền trưởng Juventus, Chelsea và Inter trở lại Ngoại Anh khiến cho giải đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Vốn dĩ Premier League đã vô cùng khốc liệt bởi ngoài những cầu thủ lớn, xứ sở sương mù đang sở hữu những bộ óc thiên tài hàng đầu thế giới trên ghế chỉ đạo. Các ông trùm chiến thuật như Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay là Thomas Tuchel đều đã hội tụ ở nơi đây. Với Antonio Conte, sự cạnh tranh giữa các đội bóng hứa hẹn trở nên cực kỳ gay gắt. Bởi bằng thứ chiến thuật đã tạo thành thương hiệu riêng, Conte đủ sức hồi sinh bất cứ tập thể đang suy yếu nào. Huấn luyện viên người Ý giành lấy vô số danh hiệu ở các câu lạc bộ mà ông có mặt. Sự nghiệp vẻ vang của ông kéo dài từ Juventus, Chelsea và Inter Milan trong thập kỷ qua. Chắc chắn Conte là một cái tên được mọi câu lạc bộ hàng đầu thèm muốn, vì ông luôn là một nhà cách mạng đại tài. Dường như Conte luôn biết mang phép màu của mình đến cứu rỗi bất cứ đội bóng nào. Antonio Conte tiếp quản Juventus trong thời kỳ đội bóng đang suy yếu nặng nề, nhưng rồi lại nhanh chóng thống trị Serie A trở lại. Ông đến Chelsea vào mùa bóng 2016-2017, nơi mà cả Jose Mourinho lẫn Pep Guardiola cầm quân tại Premier League. Thế mà thầy phù thủy đã biến một Chelsea rệu rã cuối triều đại Mourinho thành nhà vô địch giải đấu, ngay trong mùa đầu tiên ngồi ghế huấn luyện viên trưởng. Thậm chí, ông còn phục hưng Inter Milan bằng chức vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi. Tài nghệ của Antonio Conte là một thứ mà chẳng ai bàn cãi cả. Cái chính chỉ đơn giản là ông có một cái tôi rất cao, vì tướng này sẵn sàng đối đầu với giới chủ nếu không bằng lòng với kế hoạch phát triển đội bóng. Nhìn vào cách mà ông từng mâu thuẫn với Abramovich của Chelsea hay ông chủ Trung Quốc ở Inter thì rõ, Conte sẵn sàng bỏ lại sau lưng mọi ánh hào quang mà ông mất rất nhiều công sức để gây dựng. Cá tính mạnh mẽ này được dự báo sẽ khiến ông chủ Daniel Levy đau đầu, bởi tất cả chúng ta đã quá quen với việc ông chủ Spurs can thiệp mạnh mẽ tới những quyết định của đội bóng như thế nào. Tất nhiên, để mà mổ xẻ đến cùng, chúng ta cũng chẳng thể nào tiên đoán được chắc chắn tương lai nào là của cả Conte lẫn bầy gà trống. Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn mà thôi. Những ai yêu mến màu áo câu lạc bộ Đông Bắc London đang hạnh phúc, họ không thể vui sướng hơn khi Nuno Santo bị đẩy đi. Họ đã chán ngấy cái thứ bóng đá nhược tiểu, thiếu triết lý rõ ràng. Conte về đây tức là hy vọng về một đội bóng quy củ, mạnh mẽ, giàu chiến thuật được mang đến. Như thế là quá đủ với Spurs trong tình cảnh hiện tại rồi.